Chơi Ictor thì nó dễ quá, cái đoạn đấy mà mình cứ đứng mình bắn đấy thì nó tàng hình liên tục rất dễ. À, mình cầm gun mình chơi không? Sau 30 phút thì chị đi cho những mấy cái nước đó, nó còn một phần hai thì cũng cho vào những cà phê của Tí nữa là được mọi người trầm trồ rồi. mình cái này nó Ờ, tí nữa thì được. cũng Đúng rồi, là tí nữa là được mọi người trầm trồ. Không, nhưng mà đợt này được rồi, đợt này được rồi. Đấy, đấy trận trận vừa nãy bọn là thằng bọn đấy phải xem mà sau lưng anh rồi nhắc anh để anh dúng sau lưng là tát anh gần chết. Ông hay solo của cái mát nào phải không? Ơi. Ý là solo một một năm sau mà một mình ấy với bot ấy cũng hay solo map này. Tôi đi tất cả các map, đâu có chuyên một map nào đâu. Tí là hay đi map nào nhất để luyện cho quen ấy. New York 1. New York 1 đó. Ừ. Đi đi lượm cái hòm đúng không? Lượm cái hòm đúng không? Cố gắng làm sao mà kiểu như là lúc đép thì còn đủ 4 người thì dễ hơn. Đi về bot mà sao được 4 người? Không, ý tôi nói là bây giờ này, chơi bây giờ. À, ừ, đúng rồi. Lúc nãy anh bảo đen quá, trúng về quả cột điện. Cột điện. Ốm vì à đồ trúng quẹt trúng cột điện chết. Kiểu thằng bắn mà vừa bắn vừa đi lui ấy kìa. Xong rồi không biết sau lưng. I didn't understand why we evacuated the whole country. We got a nó khỏe quá. Còn đang bắn xa kiểu phát hiện nhiều nhỉ. Bắn bắn xa nó không chết đâu. Và lại gần. Gần thì khỏe quá. Thúc lại dư nè. Sau lưng, sau lưng. À. Ở dưới đây lùm hết. Tại tại vì em bật cái looting cream gì đấy. Thì cái đấy nó tỏi lùm luôn đúng không? Không, không phải nó cũng có đồ nhặt đấy anh, nhưng mà nó ít, cực kỳ ít luôn. À, có đạn này. Đạn này bắn cho khỏe. Gì? Đàn vang mà đồ bắn làm gì? Thấy đồ tệ dân. Chết ngay. Em thảo thích bản nét mà người được. Chỉ cần dí tấm thôi chứ không cần phải nhấp. Còn kia đồ nhấp từng viên mệt lắm. Em bản AK được không? Hay là bản nét có, có. Nói chung không cần nhấp là được. Đàn vàng này bây. Đàn vàng. Đàn vàng này, đàn sơn vàng này. Ồ, có máy vào đàn vang không là đồ hấp diêm thông đít rồi. 20 viên mà giết được một con Joker. Mà đàn vang nha, đàn thương là toang ngay đây.
Bình thường cái con đấy nó đã khỏe rồi. À, bình thường bắn đâu nó mới chết. Mẹ, cùi mà nó còn cứ chết chứ. Kia nó ra tiếp kìa. Bạn mạ vàng. Đồ vần lông được cục máu rồi tí. Dạ. Này vần lông được cục máu hả? Hóa đầu không bắn thầy bên đầu. Cái màu đỏ đâu ra vậy? Nhặt xuyên thùng container. Đợi nó xuống. Ồ, đầu có súng lỏng kìa. Nhặt đây. Về chỉ thùng đàn quên. Ôi, ôi, anh ơi, chạy, chạy anh. Nó đến trước. Nó đến trước bàn luôn. Ủa là nó đâu ra nhỉ? Rõ ràng là không thấy nha. Đang, đang dồn mà đồ. Không ôn đấy. Nó hét kìa, nó hét kìa, nó hét kìa, nó hét kìa. Found the creeper. Barrier down. We're going through. Let's go. By the numbers, we should all be dead. I've never killed anything before today. Tất nhiên rồi, không phải nhặt hết chứ. À, sau 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 kìa ông, đi 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 đi. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết cái đấy mà không. Chạy! Nó lại đứng gần bốn qua vậy. Ờ, nó hút em ấy. Nhưng mà... Đây, 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 đây! Gấp đôi mẫu ô đèo chết! Gấp đôi mẫu là anh phải như nào nhỉ? Gọi là... Ba viên này, một quả bom, hai quả súng này. Em phải tìm để thôi. Đấy. Mình kiểu mà mình đi tám sọ mà mình cầm bình virus thì mọi người mới càng trầm trồ nữa anh. Học ra màu luôn. Đây gọi là luyện tập trước khi update trước khi chơi update. Mọc mới. Ơi, dồn nó ra rồi. À, bình thường là tôi không mở cửa nó cứ để như này. Không, nhưng mà như thế này thì nhiều khi nó gọi là như thế nào, nhiều khi con streamer đứng ở bên trong kia nó hét đấy mà mình không vào được, mình giết nó được. Ít lắm, kiểu ít bị streamer ở đoạn này lắm. Kiểu mà nó hét ở kiểu nó đứng ở trên nhà trong dưới kia nó hét thì mình không vào, mình giết được tại vì gióm ra liên tục. À đúng rồi. Đúng nghe.
lúc đó chỉ có tàng hình. Mở đường máu. Tại vì mình mà mở sớm ấy kìa, lâu một số game tự nhiên nó ra nhiều job ấy. Ra kiểu không hiểu, tự nhiên cái game này nó nhiều lắm đấy. Ủa. Bun à. Chạy đấy, chạy lên đây. Bun đằng sau, một bun đằng sau. Đừng nói. Ok rồi đấy. Ô sao đỏ vẫn ông kia chết. Bun núp vào đâu mà chết vậy? Ủa ôi. Không, núp chết ở phía bên khác rồi. Nhưng mà tại vì trùng hợp quá. Em bảo vừa nổ mắt ông ấy chết là chắc là trùng hợp thôi. Tại vì ông ấy chết ở phía bên kia mà. Đấy, chết chạy hô xin nhiều mẫu hơn như này. Chắc là bị giông vã vào đầu. Thế bị con giông của này đã chỉ biết chưa. Trước kia nếu mà ông mà chơi WoW Z cái bản đầu tiên ấy, cái bản đầu tiên khi mà nó mới ra mắt thì con giông nó không né được đạn đâu. Cái bản đầu tiên ấy, cái bản gọi là người lần đầu tiên ra là mắt đúng không? Ừ. Thì nó không né được đạn nữa, sau đó nó update ấy. Ô thằng nó bắn trong đồi ghê vậy. Bu này. Đạn nổ mạnh quá. Kiểu có cái phim mà mới ra kiểu như là có hai loại zom, một loại zom mà được tỉ thông minh như con người ấy. Ừ. Còn một loại zom là như bình thường, như bình thường như này này, này cái con Grab này này. Ừ. Một số con tiến hóa thì nó sẽ biết suy nghĩ của con người ấy. Nếu mà nó áp dụng vào World of Z thì mình chơi hơi khó đấy. Áp dụng thì hay nhưng mà chơi thì hơi khó tại vì nó biết kiểu cầm mấy cái vũ khí kiểu cận chiến ấy. Không, nhiều phim kiểu thế này nhiều mà. Nó không biết cầm súng thôi, nhưng mà nó biết cầm dao. Nó biết cầm dao, cầm kiểu mấy cái vũ khí thương các thứ. Không biết lắm. Bom lên, bom lên. Chắn sai à. Rồi. We cannot let them over the gate. À, nó nhấn vậy. Ôi, mẹ rồi lại nữa. Ôi ông Di ơi, cùng với tôi với ông ơi, không biết chịu nổi không? Con kìa. Cộng hai. Một thằng đẹp dưới, một thằng đẹp còn. Ê, đẹp ấy hộ tôi. Tôi này lại đẹp 4 lần rồi. Đường của bạn đấy, anh sau lưng heo. Còn con nữa. Rất nhiều con anh ạ. Còn rất nhiều con ở sau lưng rồi. Còn một con trả lên cái gì. Cầu. Ơ lùng đàn này. Bạn đấy anh đã phải 6 chưa? Đâu anh? Anh đẹp bằng mắt. Con la lên. Nó khỏe quá, nó lên nhiều quá, không có lưới điện. Bắn xuyên vào phòng này, một thằng bắn xuyên vào phòng này. Bom. Được, bắn đây. Ôi, bọn này nó vào rồi, đừng. Được rồi. Lui lại, đáp tiếp, lui lại như cái này. Lui không?
bắn xuyên qua cổng á, bắn xuyên qua cổng á. Nó vừa trúng cổng mà vừa bắn bọn đi lên luôn. Rồi 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 rồi. Ok. Rồi lùm đàn này đàn nổ kìa. Con kia nó hét, con kia nó hét. Cổng 2, cổng 2, cổng 2. Rồi xí là đép ở dưới tiếp. Em của bạn ấy thì sau anh cắn nhở. Vâng. Rồi sau lưng có một con chứ Hiếu. Rồi bạn tiếp. Ôi, sắp được nổi tiếng rồi. Rồi, được đấy. Hai Gunslinger. Ủa, 1236 dòm. Command, Western gates are clear. What are your orders? Sao hay gì không? Ấy, ghê ghê. Anh bị thằng núp nó bắn chết thôi, thằng gà này. Đáng đét thấy tự nhiên nó bắn đâu anh luôn. Cái này mà đi kiểu map Tokyo 3.